Ngư dân thoát chết kỳ diệu sau hơn 3 giờ bị rơi xuống biển. Thông tin mới nhất vụ thanh niên leo khách sạn như người nhện ở Bình Chánh. Các chủ tiệm trên quốc lộ 51 lợi dụng trẻ em phá xe thế nào? Cảnh sát giao thông Hà Nội mở đường để trái tim người hiến tặng kịp ra sân bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc bị lấy cắp hình ảnh để lừa đảo. Chào mừng quý vị đến với bản tin tối của Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Thu Hà, rất vui được gặp lại quý vị và ngay sau đây sẽ là chi tiết những thông tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đồn biên phòng Lý Sơn, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết tàu cá địa phương vừa cứu nạn một ngư dân gặp nạn hơn 3 giờ bơi giữa biển. Tàu cá cứu người là của ngư dân Bùi Văn Đạt, ngụ thôn Tây An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn. Thấy có người đang bị trôi dạt trên biển thì đã chủ động cứu vớt và báo về cho biên phòng nắm tình hình. Vị trí sự việc cách đảo Lý Sơn khoảng 10 hải lý về hướng đông nam. Người bị nạn lúc đó trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Đồn biên phòng Lý Sơn đã hướng dẫn thuyền viên trên tàu ông Đạt tổ chức cứu người bị nạn, sơ cứu ban đầu và nhanh chóng chuyển vào bờ. Sau khi sơ cứu, người bị nạn đã được bàn giao cho tàu cá QNG-66403TS để đưa vào đảo Lý Sơn. Tại đây, đồn biên phòng Lý Sơn đã tiếp nhận và chuyển đến trung tâm quân dân y kết hợp để cấp cứu, chăm sóc sức khỏe. Qua khai thác ban đầu, ngư dân gặp nạn là Đặng Thanh Vương, 35 tuổi, ngụ ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi. Thuyền viên đi trên tàu cá QNG-97407TS. Anh Vương rơi xuống biển lúc 15 giờ ngày 24 tháng 8, nhưng không ai phát hiện. Hiện sức khỏe của anh Vương đã dần hồi phục ổn định. Đồn biên phòng Lý Sơn đang liên hệ với tàu cá QNG-97407TS và gia đình để bàn giao người bị nạn. Sáng nay ngày 25 tháng 8, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1983, ngụ quận 8 và Nguyễn Văn Hòa sinh năm 1973, ngụ quận Tân Bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ trộm xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Lộc V được Công an huyện Bình Chánh phát hiện 3 ngày trước khi nạn nhân còn chưa trình báo. Chưa tới 24 giờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định đối tượng tình nghi Nguyễn Văn Tuấn đang lẩn trốn tại khách sạn Vĩnh Lộc. 21 giờ đêm ngày 23 tháng 8, Công an đến khu vực khách sạn. Thấy động, Tuấn đã leo qua cửa sổ phía sau hòng tẩu thoát. Do đã có phương án dự phòng từ trước nên công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ nghi phạm cùng vật chứng là xe mô tô bị lấy cắp. Tiếp tục kiểm tra tại phòng khách sạn nơi nghi phạm thuê, cơ quan công an phát hiện TTCT sinh năm 1993, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, có biểu hiện sử dụng ma túy nên đưa về trụ sở tiếp tục làm rõ. Quá trình các đối tượng leo cửa sổ bỏ trốn, người dân khu vực quay clip tưởng rằng có vụ việc ngấu đá. Nay bằng việc cung cấp thông tin chính thức về vụ việc, công an cho biết tin đồn trên mạng xã hội như vậy là không chính xác. Sau khi bắt giữ và khai thác thông tin từ Tuấn, công an Bình Chánh đã mở rộng điều tra, bắt giữ Nguyễn Văn Hòa. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục củng cố chứng cứ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 25 tháng 8, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ 8 người để điều tra hành vi mua bán, tổ chức sử dụng ma túy và bàn giao 3 người khác về Công an phường Bình Hưng Hòa B xử lý theo quy định. Trước đó, khoảng 0 giờ 11 phút ngày 24 tháng 8, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân kiểm tra phòng thu âm Hải Âu, hay còn gọi là karaoke Hải Âu, 7/37 liên khu 56 phường Bình Hưng Hòa B. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện nhóm người đang tổ chức sử dụng ma túy tại hai phòng nên đưa tất cả về trụ sở làm rõ. Qua test nhanh, 11 người được xác định dương tính với ma túy, gồm 6 khách và 5 nhân viên. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2,22 gram ketamine và 3,5601 gram MDMA. Hiện vụ việc đang được điều tra. Ngày 25 tháng 8, thông tin từ Công an huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bắt giữ bàn giao nghi phạm Nguyễn Duy Hoàng, 36 tuổi, ngụ xã Cư Ni, huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk, để Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ việc là bà LTC, 42 tuổi, cùng ngụ xã Cư Ni, huyện EAK. Theo điều tra ban đầu, giữa Hoàng và nạn nhân có quan hệ họ hàng. Trước đây, Hoàng có tình cảm với bà C nhưng bị từ chối. Khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 8, Hoàng thấy bà C đang ở nhà của một người hàng xóm nên gọi về. Do bà C không về, Hoàng bực tức và ghen tuông mù quáng nên cầm hai con dao sang nhà hàng xóm. Bà C thấy vậy lấy xe máy chở con trai đi về nhưng Hoàng chặn đường chửi bới. Bà C không trả lời Hoàng mà lấy điện thoại ra gọi. Bực tức, Hoàng chém một phát về phía nạn nhân nhưng lưỡi dao bị tụt khỏi cán. Bà C hoảng loạn bỏ chạy thì Hoàng đuổi theo, vật nạn nhân xuống đất đâm chết tại chỗ. Gây án xong, Hoàng cất giấu hung khí rồi lẩn trốn.
Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Eka đã huy động hơn 30 trinh sát tổ chức truy tìm nghi phạm. Khoảng 23 giờ ngày 24 tháng 8, công an bắt được Hoàng khi nghi phạm lẩn trốn trong rẫy cà phê cách hiện trường gần 2 km. Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đang triệu tập nhóm thanh thiếu niên ẩu đả đánh nhau trong đêm khiến hai người thương tích. Khuya ngày 22 tháng 8, Ngô Thuần Hậu, 19 tuổi, đang nhậu trong phòng trọ ở xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu cùng 9 người bạn. Trong số này có Nguyễn Hưng, Nguyễn Thị Yên Nhi cùng 19 tuổi, Nguyễn Văn Long, 17 tuổi. Sau đó, Nhi đi cùng một bạn nữ để mua thêm đồ ăn. Khi đến quán 24 giờ nằm trên đường Nguyễn Trãi thuộc địa bàn khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, thì gặp nhóm của Lê Đặng Duy Tân, 18 tuổi, cùng 6 người bạn khác đang ngồi ăn tại quán. Trong lúc mua đồ ăn, nghi ngờ nhóm của Tân nhìn đảo mình nên Nhi đã về kể lại cho các bạn nhậu trong phòng trọ nghe. Nghe bạn gái kể, cả nhóm thanh niên liền mang theo 3 cây mã tấu cùng đi trên 4 xe máy đến quán gặp nhóm của Lê Đặng Duy Tân. Tại đây, hai nhóm thanh niên xảy ra xô xát, dùng vỏ chai bia và ly uống bia ném vào nhau. Hậu, Hưng, Long cầm dao chạy bộ đuổi theo Duy Tân. Chạy được một đoạn, Tân té ngã và bị những người này cầm dao chém liên tiếp vào người. Thấy bạn bị đánh, một thanh niên tên Kiệt cầm mũ bảo hiểm ném vào nhóm của Hậu. Lúc này, Hưng và Long chạy đuổi theo Kiệt. Hưng dùng dao chém liên tiếp vào người gây thương tích cho Kiệt. Sau đó, cả nhóm lên xe tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Tây Ninh đã nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra. Chỉ sau vài giờ gây án và lẩn trốn, tất cả những người liên quan đã bị Công an thành phố Tây Ninh triệu tập lấy lời khai, làm rõ vụ việc. Như pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin, trưa ngày 10 tháng 8, các trinh sát hình sự Công an huyện Long Thành đã bắt quả tang Đỗ Bá Thước, tiệm phá xe trên quốc lộ 51, đoạn qua xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đang có hành vi phá xe vẽ bệnh để lấy của chị TTT, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành, để chiếm đoạt số tiền 2 triệu 250 ngàn đồng. Tại Công an Long Thành, Đỗ Bá Thước đã khai nhận toàn bộ hành vi phá xe vẽ bệnh của mình. Cùng thời điểm, cách tiệm Thước khoảng 50m, Công an huyện Long Thành cũng bắt quả tang ông Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1985, đang lấy 700.000 đồng của khách sửa xe. Đông là anh em cột chèo với Đỗ Bá Thước. Tại Công an, Đông thừa nhận việc rút mô bin sườn khách vào bơm xe, vá lốp, uống nước, sau đó vẽ bệnh để thay thế linh kiện trôi nổi lấy tiền. Theo ông Đông, hành vi rút mô bin sườn của khách vào quán rồi loan tin hư xe, ép sửa chữa với số tiền lớn đã được thực hiện từ nhiều năm trước đây. Theo ông Đông là từ năm 2018. Đông thừa nhận xe nếu bị hư các bộ phận như bi nồi, dây cura thì cũng không liên quan đến việc xe không nổ được máy. Đông cũng thừa nhận rằng các bé trai là con, cháu của Đông cũng tham gia vào quá trình phá xe của khách, cho các cháu nhìn các bố, các bác, các cậu rồi học theo. Đông khai và cho hay nhận biết được hành vi trên là vi phạm pháp luật. Người này cũng mô tả cách thức hoạt động của các bé trai. Khi có khách ghé vào uống nước, sẽ do con tiếp cận và rút dây mô bin sườn. Khi khách ra đề máy không nổ thì sẽ tiếp cận hỏi hết bình hay sao, đẩy qua em kiểm tra cho. Tuy nhiên, không phải xe nào cũng làm. Với bé Đỗ Quang Trờ, con trai ông Thước, thì làm theo hướng dẫn của cha mình để thực hiện hành vi phá xe trên quốc lộ 51. Bé này cho biết các xe bị phá thường là xe dòng Honda Vision. Trong khi đó, con gái ông Thước cho rằng biết cha mình phá xe. Tối qua ngày 24 tháng 8, một trái tim của người hiến tặng sau chết não đã được chuyển từ Hà Nội theo đường hàng không vào thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ca lấy tạng hiến đầu tiên của bệnh viện St. Paul, cũng là trường hợp đầu tiên được tiến hành tại bệnh viện thuộc quản lý của Hà Nội. Người hiến tặng là NTD tên viết tắt, 32 tuổi, được đưa vào bệnh viện St. Paul cấp cứu 2 ngày trước do gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau quá trình cứu chữa, qua 3 lần kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân chết não không thể qua khỏi. Đứng trước nỗi đau mất mát to lớn, gia đình bệnh nhân đã đưa ra một quyết định dũng cảm và đầy nhân văn, hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho người khác. Đáng chú ý, trái tim của người hiến có thông số phù hợp với một bệnh nhân đang đợi ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Giám đốc Bệnh viện St. Paul đã đề nghị Công an Hà Nội tổ chức lực lượng hỗ trợ để các chuyên gia y tế vận chuyển trái tim được hiến tặng từ bệnh viện tới sân bay Nội Bài kịp chuyến bay vào TP.HCM. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã điều động đội tuần tra dẫn đoàn bố trí 2 ô tô cùng một tổ công tác đến Bệnh viện St. Paul. Sau đó, Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã gấp rút đưa chuyên gia y tế cùng trái tim người hiến tặng từ Bệnh viện St. Paul lên sân bay Nội Bài để chuyển nhanh vào thành phố Hồ Chí Minh kịp kiểm tra mức độ thương tích, chuẩn bị phát đồ điều trị.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung tỷ phú Phạm Nhật Vượng và nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc có cú bắt tay lịch sử 2 triệu USD. Cùng với đó, nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc đã lên tiếng khẳng định về sự việc hình ảnh của nam nghệ sĩ bị đối tượng xấu lấy cắp và sử dụng cho mục đích lừa đảo. Cụ thể, vào ngày 15 tháng 8, fanpage Facebook có tên Showbiz Trending đưa tin 24 giờ đăng tải một bài viết có tên Bản hợp đồng số 1 trị giá 2 triệu USD của ông Phạm Nhật Vượng dành cho ông Xuân Bắc và nhãn hàng của ông lấy đại diện Tom Ford. Nội dung bài viết đăng tải, lễ ký kết thành công, 5.000 mã giảm giá Tom Ford được đưa vào Việt Nam, tạo nên cơn địa chấn nước hoa trên toàn quốc. Để tăng tính thuyết phục với người dùng, fanpage này còn đăng tải hình ảnh qua chỉnh sửa, cắt ghép của chủ tịch tập đoàn VinGroup Phạm Nhật Vượng và nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc nhằm lợi dụng hình ảnh để trục lợi, lừa đảo người tiêu dùng. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông để theo dõi các bản tin tiếp theo trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và các nền tảng Facebook, TikTok của báo. Và đừng quên đồng hành cùng chúng tôi ở khung giờ quen thuộc trên PLO TV để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.